Trình trang trại nhà em cũng sắp hoàn thành rồi anh chị em ơi. Sau mấy năm học đại học và cống hiến, có dư được 100 triệu thôi anh chị ơi. Đây là tre nuôi gà thôi, gà thả vườn hết rồi. Gà thả vườn ngoài kia, vườn của người ta các bạn ơi. Để đó đi. Để làm gì nữa? Cái đường nhà trước là không cắt không nó mọi, là cháu hả? Ba. Ba mình nè. Ơi. Trời ơi, gà ngoài vườn đây hết. Cây nhà lá vườn các bạn ơi.